Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Các biện pháp tăng cường an ninh, trong đó sử dụng chó robot tuần tra, đã được triển khai tại khu nghỉ dưỡng mà a lago của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Chó robot nhìn xa trong giống vật thể lạ đã được Mỹ đưa vào sử dụng cách đây nhiều năm. Quân đội Mỹ đã sử dụng chó robot bốn chân để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra hiện trường, thu thập thông tin tuần tra và giám sát tại căn cứ lực lượng không gian Cape Canaveral vào năm 2022. Theo đài NBC, ngay sau khi ông Trump chiến thắng trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang Florida và quận Palm Beach đã tích cực chuẩn bị tăng cường các biện pháp an ninh. Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, ông Rick Brosser cho biết mức độ an ninh được thiết lập dành cho ông Trump đã ở cấp độ tổng thống, nhưng sẽ có một số thay đổi xung quanh câu lạc bộ gôn quốc tế Trump. Cảnh sát trưởng Brosser nêu rõ, không gian xung quanh sân khi ông chơi golf sẽ được canh gác và tuần tra chặt chẽ hơn nhiều so với trước đây. Theo cảnh sát trưởng Brussels, khi mức độ bảo vệ ông Trump cùng gia đình đã được nâng cấp, văn phòng cảnh sát trưởng địa phương đã chi tới 200.000 đô la Mỹ trên một ngày cho các biện pháp an ninh. Trước đó, theo một lá thư gửi đến từ các nhà lập pháp từ thị trường Paris, kể từ tháng 7, quận này đã chi gần 3.600 đô la Mỹ trên một ngày cho các biện pháp an toàn. Đội cứu hỏa cứu nạn quận Palm Beach đã chi gần 43.000 đô la Mỹ trong khoảng thời gian kéo dài từ tháng 1 đến tháng 9 để tham gia đoàn xe hộ tống cho ông Trump. Việc đảm bảo an ninh cho ông Trump trở thành một chủ đề gây chú ý trong sự kiện bầu cử năm nay sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa này đã trải qua hai lần bị ám sát hụt. Cơ quan mật vụ Mỹ cũng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích về nghiệp vụ sau hai sự vụ trên. Lần thứ nhất, ông Trump đã thoát nạn trong căng tấc tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tháng 7 khi một viên đạn bắn ra từ khoảng cách khoảng 150m sượt qua tay ông. Tay súng bắn từ một mái nhà khiến một người tham gia cuộc vận động tranh cử thiệt mạng, hai người bị thương, nghi phạm bị tiêu diệt tại hiện trường. Âm mưu ám sát thứ hai diễn ra tại sân golf của ông Trump ở Palm Beach vào tháng 9. Một tay súng nhắm vào ông Trump từ phía sau bụi rậm, đã bị các mật vụ bắt giữ. Nghi phạm ám sát ông Trump là Ryan Wesley Rose từng định gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2022 nhưng không thành và sau đó bắt đầu kế hoạch tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Kiev. Sau hai lần bị ám sát hụt, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã liên lạc với Nhà Trắng và cơ quan mật vụ Mỹ yêu cầu cung cấp thêm các ký tài quân sự để tăng cường bảo vệ, bao gồm máy bay quân sự và các loại xe để đưa ông Trump đến các sự kiện vận động tranh cử. Trước những yêu cầu từ phía chiến dịch tranh cử ông Trump, Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 10 đã ra lệnh các cơ quan cung cấp cho ông Trump mọi thứ ông cần, như ông đang là một tổng thống đương nhiệm. Cơ quan mật vụ Mỹ cũng xác nhận ông Trump đang được bảo vệ ở mức độ cao nhất do không tiết lộ chi tiết. Theo giới phân tích, với việc trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump nhiều khả năng sẽ thành lập một chính quyền hoàn toàn mới, khác biệt so với chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đội ngũ của ông cũng cam kết chính quyền thứ hai này sẽ không giống với chính quyền đầu tiên mà ông Trump thành lập sau khi đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ có thời gian 75 ngày xây dựng đội ngũ trước ngày nhậm chức dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Trump sẽ lập danh sách những việc cần làm, đáng chú ý là việc lấp đầy khoảng 4.000 vị trí trong chính phủ bằng những nhân vật mà nhóm của ông lựa chọn, từ vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các bộ trưởng khác trong nội các đến những người phục vụ bán thời gian trong các hội đồng và ủy ban. Khoảng 1.200 vị trí trong số này cần sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Điều này có khả năng sẽ dễ dàng hơn trong bối cảnh phe Cộng hòa đang trên đà kiểm soát Thượng viện. Trong bài phát biểu giành chiến thắng, ông Trump đã giới thiệu một số ứng viên tiềm năng, trong đó có cựu ứng viên Tổng thống và nhà hoạt động chống vaccine Robert Kennedy Jr. và tỷ phú Elon Musk, người Mỹ gốc Nam Phi. Tổng thống đắc cử cũng cam kết đưa Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, người ủng hộ nhiệt thành cho chiến dịch tranh cử của ông, trở thành bộ trưởng phụ trách cắt giảm chi phí của liên bang. Ông Elon Musk cho biết, ông có thể giúp cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ trong chi tiêu của chính phủ. Quá trình chuyển giao quyền lực không chỉ là lấp đầy những vị trí trong chính quyền. Hầu hết các tổng thống đắc cử cũng nhận được báo cáo về thông tin tình báo gần như hàng ngày trong quá trình chuyển giao quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ được những nhân vật thân cận và các thành viên trong gia đình ông hỗ trợ, trong đó có ông Kennedy Jr., cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard, hai con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump và người đồng hành tranh cử với ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Ngoài ra, còn có những nhân vật khác như Giám đốc điều hành Canto, Fitzgerald Howard Lunick cùng bà Linda McMahon, một bà trùng đấu vật chuyên nghiệp người Mỹ, hiện là chính trị gia và từng lãnh đạo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump lập luận rằng sự gian lận trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu đã khiến ông mất cuộc bầu cử. Điều này đã trì hoãn việc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền sắp mãn nhiệm của ông sang chính quyền mới của Tổng thống Biden trong nhiều tuần để ngăn chặn sự trì hoãn tương tự trong các quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới trong tương lai, đạo luật cải thiện quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Mỹ năm 2022 yêu cầu quá trình chuyển giao phải bắt đầu 5 ngày sau cuộc bầu cử, ngay cả khi kết quả bầu cử vẫn còn gây tranh cãi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự xác nhận chắc chắn của GSA không còn là điều kiện tiên quyết để chính quyền mới nhận được các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi theo hướng dẫn của cơ quan về các quy tắc mới. Chỉ số tỷ phú Bloomberg ước tính tài sản của 10 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm gần 64 tỷ đô la Mỹ vào ngày mùng 6 tháng 11, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ khi họ bắt đầu thống kê vào năm 2012. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới đã ghi nhận mức tăng lớn nhất, thêm 26,5 tỷ đô la Mỹ và tài sản của ông hiện ở mức 290 tỷ đô la Mỹ. Ông Musk, người ủng hộ nhiệt thành cho chiến dịch của ông Donald Trump, đã hưởng lợi từ sự gia tăng giá cổ phiếu của Tesla, nhà sản xuất ô tô điện mà ông là giám đốc điều hành và sở hữu 13% cổ phần. Sự gia tăng này diễn ra khi các ông trùm công nghệ, bao gồm ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành của công ty mẹ Facebook, Meta, và Tim Cook, giám đốc điều hành của Apple, công khai chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2024. Phần lớn tài sản của 10 người giàu nhất thế giới gia tăng là do sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày 6 tháng 11, khi các nhà đầu tư dự đoán ông Trump sẽ triển khai nền tảng chính sách thuế thấp và ít quy định. Tài sản của nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, tăng 7,1 tỷ đô la Mỹ. Một tuần sau khi báo Washington Post thuộc sở hữu của ông tuyên bố sẽ trung lập trong cuộc bầu cử năm nay. Nhà đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, một người ủng hộ ông Trump khác, đã chứng kiến giá trị tài sản dòng của mình tăng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Những người có khối tài sản gia tăng khác có thể kể đến cựu giám đốc điều hành Microsoft, Bill Gates và Steve Ballmer, cựu giám đốc điều hành Google Larry Page và Sergey Brin, cũng như giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett. Mặc dù không có tỷ phú nào trong số đó công khai ủng hộ bất cứ cử viên nào trong năm nay, nhưng trong quá khứ họ từng nghiêng về phía đảng Dân Chủ. Chủ sở hữu mạng xã hội Church Social, tập đoàn Trump Media and Technologies Group thuộc quyền sở hữu của ông Donald Trump cũng đã ghi nhận giá cổ phiếu tăng vọt sau khi các hãng tin dự đoán ông chiến thắng. Cổ phiếu này đã tăng tới 35% tại một thời điểm trước khi giảm dần. Tuy nhiên, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng với Google trong quá trình vận động tranh cử. Hồi tháng 9, ông đe dọa sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp truy tố hình sự đối với công ty tìm kiếm này nếu ông thắng cử. Ông Trump tuyên bố Google đã hiển thị các bài báo tiêu cực về ông, mà không phải về đối thủ của ông, bà Kamala Harris. Google đã phủ nhận cáo buộc trên. Trái ngược với làn sóng gia tăng tài sản, thành viên duy nhất của giới thượng lưu giàu có mất tiền hôm 6 tháng 11 là ông chùm đế chế xa xỉ người Pháp. Bernard Arnold, chủ tịch và giám đốc điều hành của LVMH, tài sản của ông đã giảm gần 3 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của ông Zuckerberg cũng giảm nhẹ 81 triệu đô la Mỹ, dù ông vẫn có khối tài sản trị giá 202 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 8, ông Trump đã đe dọa sẽ bỏ tù trung thân ông Zuckerberg với cáo buộc âm mưu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Neil Wilson, nhà phân tích chính tại công ty môi giới Finanto, cho biết cổ phiếu Mỹ đã tăng vọt vào hôm 6 tháng 11 do giao dịch MAGA thuần túy đề cập đến khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump và các nhà đầu tư đang mua cổ phiếu sau chiến thắng đầy thuyết phục của ông Trump. Tổng thống Mỹ vừa đắc cử ông Donald Trump đã chọn bà Susie Wallace, cố vấn chiến dịch tranh cử tổng thống, làm tránh mắt phòng Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2 của ông. Trong một tuyên bố, ông Trump nêu rõ, bà Susie Wallace vừa hỗ trợ tôi có được một trong những chiến thắng chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ và là một phần không thể thiếu trong cả hai chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 và 2020 của tôi. Bà Sushi mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng. Bà sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Được biết, tránh văn phòng Nhà Trắng thường là vị trí đầu tiên được Tổng thống đắc cử công bố, phụ trách giám sát mọi chính sách và công việc của Nhà Trắng hàng ngày. Vị trí này không cần phải được Thượng viện chấp thuận. Bà Sushi Wallace, 67 tuổi, là một trong những cố vấn cử cựu nhất của ông Donald Trump bà cùng ông Chris Lasivita, đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, được mô tả là bộ não đằng sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử. Bà Wallace và ông Lasivita đều hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bà Sushi Wallace bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1979 với tư cách là trợ lý cho ông Jack Kemp, một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Một năm sau, bà tham gia chiến dịch tranh cử của ông Ronald Reagan và sau đó ông trở thành Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ. Sự nghiệp đỉnh cao của bà bắt đầu vào năm 2010 khi chỉ trong 7 tháng, bà đã giúp Rick Scott, một doanh nhân có ít kinh nghiệm chính trị, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Florida. Năm 2015, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, bà lần đầu tiên gặp ông Donald Trump và một năm sau đó, bà trở thành đông chủ tịch chiến dịch của ông Trump tại bang Florida. Ông Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này trước bà Hillary Clinton vào năm đó. Hai năm sau, bà được bổ nhiệm lãnh đạo chiến dịch tranh cử thống đốc của ông Ron DeSantis tại bang Florida. Ông DeSantis sau đó cũng mô tả Bà là người giỏi nhất trong ngành trong bài phát biểu chiến thắng của mình Đáng chú ý, sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước bà Harris năm nay Bà Sushi Wallace cũng là một trong những người đầu tiên được Tổng thống đắc cử sướng tên Cụ thể, trong bài phát biểu chiến thắng từ bang Florida, ông Trump nói Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sushi và Chris vì công việc mà các bạn đã làm Bà Sushi thích đứng ở phía sau, nhưng tôi nói cho các bạn biết nhé Chúng tôi gọi bà ấy là bà đầm băng giá